Gần đây, những ca cấp cứu vì đột quỵ ngày một tăng cao và có xu hướng trẻ hóa, khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu do đây là căn bệnh khó lường. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể để lại những di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Vì vậy, hiện nay, dịch vụ tầm soát đột quỵ đang trở nên rầm rộ và được săn đón. Tuy nhiên, liệu nó có thật sự mang lại hiệu quả như mong đợi? Theo Hội Đột quỵ Thế giới năm 2022, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó có hơn 16% xảy ra ở người trẻ, từ 15 đến 49 tuổi. Về con số tử vong, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca với hơn 6% trong đó là người trẻ. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, tỷ lệ tử vong 20%. Đáng lưu ý, bệnh đang có xu hướng gia tăng ở những người trẻ. Nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào và làm ngành nghề gì. Tuy nhiên, hơn 80% trường hợp đột quỵ có thể được phòng ngừa. Chủ động kiểm soát sớm có thể giúp mọi người phát hiện sớm các bất thường, từ đó giảm tối đa các nguy cơ đối với căn bệnh này. Nắm bắt nhu cầu ngày một tăng cao đó, chiến dịch quảng cáo của nhiều bệnh viện về các gói tầm soát đột quỵ đã ra đời rầm rộ, khiến người dân vô cùng hoang mang và khó để chọn lựa. Với các gói tầm soát đột quỵ, người bệnh sẽ được làm các xét nghiệm đánh giá toàn diện, xác định mức độ nguy cơ đột quỵ để chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó là đưa ra các kế hoạch điều trị, kiểm soát các bệnh lý mạn tính nhằm hạn chế xảy ra đột quỵ. Bắt đầu tầm soát, các bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá các yếu tố nguy cơ đột quỵ của bản thân người bệnh như tiền sử bệnh trong gia đình, thói quen sinh hoạt, cân nặng, huyết áp. Sau đó, người bệnh sẽ được thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh bao gồm điện tâm đồ, siêu âm mạch cảnh, siêu âm tim, các xét nghiệm mỡ đường trong máu, định lượng CRP, đo nồng độ creatinine trong máu, chức năng gan, thận. Một số trường hợp sẽ phải chụp MRI, CT scan. Theo các bệnh viện, những chỉ định này sẽ giúp các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và đánh giá chi tiết về mạch máu não, giúp phát hiện các yếu tố gây ra đột quỵ mà các kỹ thuật thông thường không thể phát hiện. Khi tìm kiếm thông tin về các gói tầm soát đột quỵ, có thể thấy mức giá của chúng dao động trong khoảng từ 3 triệu đồng đến 12 triệu đồng với các lời mời hấp dẫn như tầm soát đột quỵ sớm là chủ động bảo vệ tính mạng, tiết kiệm 20% khi mua các gói tầm soát đột quỵ. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Thế thì thứ nhất là như thế này, đột quỵ mà chủ yếu là do là tắc nghẽn mạch, mạch não. Đấy là gọi là đột quỵ nhồi máu não. Nó chiếm khoảng 85, thậm chí 87, thậm chí có những tài liệu nói đến 90% các trường hợp. Vậy thì tắc nghẽn mạch não nó xảy ra ở những người như thế nào? Tức là thứ nhất là những người bị vữa sơ động mạch. Vữa sơ động mạch thì về nguyên tắc là chúng ta tuổi càng cao thì cái mạch của chúng ta càng bị vữa sơ. Và như vậy thì sẽ dẫn đến các hiện tượng là một người ai cũng nghĩ rằng mình sẽ vữa sơ động mạch. Và vấn đề là vậy thì phòng chống đột quỵ như thế nào? Thật ra thì nói thế thôi nhưng mà cũng rất đơn giản. Ví dụ như là từ 20 tuổi trở ra thì chúng ta phải biết cái con số huyết áp của mình nó như thế nào, cái lượng cholesterol, lượng đường trong máu nó như thế nào. Đấy, từ 30 tuổi trở ra thì cái nếu như từ 20 tuổi đến 30 tuổi thì chúng ta làm xét nghiệm 5 năm một lần. Từ 30 tuổi trở ra thì chúng ta xét nghiệm khoảng 2 năm một lần. Từ 40 tuổi trở ra thì chúng ta xét nghiệm 1 năm một lần. Đấy, từ 50 tuổi trở ra thì chúng ta có thể xét nghiệm một năm từ 1 đến 2 lần. Đấy, xem là cái mình có bị mắc tiểu đường hay không này, mình có bị rối loạn mỡ máu hay không này. Đấy là hai căn nguyên quan trọng của đột quỵ. Đấy, đầu tiên là như vậy. Vậy thì rất đơn giản, chúng ta biết được cái thành phần trong máu của mình mà nó liên quan đến đột quỵ, đó là đường máu và mỡ máu. Nếu mà chúng ta muốn phòng chống đột quỵ thì chúng ta sẽ phải kiểm soát. Ví dụ chúng ta tiểu đường thì chúng ta điều trị tiểu đường, đấy là chính là phòng tai biến mạch não, phòng đột quỵ. Chúng ta rối loạn mỡ máu thì chúng ta điều trị cholesterol cao, triglycerides, rồi LDL, HDL, làm sao nó bình thường. Đấy là phòng đột quỵ. Chứ không phải là chúng ta phải chụp toàn thân để chúng ta biết từng cái mạch máu của chúng ta nó như thế nào để chúng ta dự phòng, không phải như thế. Đấy. Thí dụ như là cái thứ hai là chúng ta phải biết con số huyết áp của mình như là tuổi của mình. Thế chứ chúng ta có huyết áp cao thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp điều trị không dùng thuốc, ví dụ ăn nhạt đi. Đấy, ví dụ như là thư giãn. Đấy, đến lúc nào đấy thì chúng ta phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì phải tuân theo cái hướng dẫn của bác sĩ, chứ không phải dùng ngày này thì dùng, lên lúc cao thì dùng, lúc thấp thì lại không dùng. Đấy, kiểm soát huyết áp trong cái giới hạn ổn định tối đa, tối ưu.
Đấy, đấy là chính là dự phòng đột quỵ. Chứ không phải là chúng ta phải xem là mình thuộc cái dạng như nào, chụp thêm những cái gì, mình chiếu thêm cái gì, không phải. Đấy, vấn đề là chúng ta phải nhấn mạnh lên nữa. Phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ đột quỵ là cần thiết cho sức khỏe của mỗi người dân. Tuy nhiên, việc chi quá nhiều tiền vào các gói tầm soát đột quỵ là không cần thiết, vì hiện nay hiệu quả của những xét nghiệm như chụp MRI sọ não, xét nghiệm gen với chi phí đắt đỏ vẫn chưa rõ ràng và cũng chưa được quốc gia nào khuyến cáo thực hiện. Theo các chuyên gia, người dân trên 55 tuổi, béo phì, bệnh nhân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu chỉ cần khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các kiểm tra cơ bản như xét nghiệm máu, đo huyết áp để tầm soát đột quỵ. Với những người trẻ tuổi hơn, có thể dự phòng đột quỵ bằng cách thực hiện lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, chế độ dinh dưỡng và mỗi năm đi khám sức khỏe ít nhất một lần.